Ngày 20 tháng 7 năm 2022, Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đưa ra xét xử sơ thẩm đối với 6 bị cáo: Lê Tùng Dân sinh năm 1932, Lê Thanh Hoàng Nguyên sinh năm 1990, Lê Thanh Nhất Nguyên sinh năm 1991, Lê Thanh Trùng Dương sinh năm 1995, Cao Thị Cúc sinh năm 1960, Lê Thanh Nhị Nguyên sinh năm 1998, cùng ngụ tại 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử xác định hành vi của các bị cáo được thực hiện nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng đến an ninh trật tự địa phương. Cáo trạng truy tố là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Các bị cáo có tổ chức, bàn bạc, thống nhất, phân công vai trò rõ ràng. Trong đó, bị cáo Lê Tùng Dân có vai trò chủ mưu, cần cách ly khỏi xã hội một thời gian để răn đe. Bị cáo ngoài 70 tuổi là tình tiết giảm nhẹ, nhưng tình tiết tăng nặng là phạm tội 2 lần trở lên. Cụ thể trước đó, Lê Tùng Dân làm các video clip đưa lên YouTube khẳng định nơi tự xưng thiền am bên bờ vũ trụ là chùa Thiền Viện. Là qua ông Đàm phải xuất hiện trong cái chùa của thầy. Thầy Quyền Trang, thầy Quyền Trang đã làm rạng danh cái Thiền Viện này. Tôi không gia đình, tôi không vợ, không con. Là trong chùa tôi nuôi trên 200 đứa trẻ mồ côi. Tuy nhiên, tại phiên tòa xét xử, đối tượng khai không theo một tôn giáo nào. Tôn giáo thì không có. Trong phiên tòa sơ thẩm xét xử cái vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ xảy ra tại hộ bà Cao Thị Cúc ngày 20 tháng 7 năm 2022, khi hội đồng xét xử hỏi để các bị cáo xác nhận nhân thân lai lịch thì các bị cáo khẳng định mình không theo tôn giáo nào. Mặc dù các bị cáo đều thừa nhận là không theo tôn giáo nào, nhưng các luật sư bảo vệ quyền lợi của các thân chủ là bị cáo trong vụ án này đó, thì theo ý chủ quan của mình đăng đưa thông tin sai sự thật trên trang YouTube tài khoản nhật ký luật sư là các bị cáo theo đạo Bổ Sơn Kỳ Hương nhằm mục đích hướng lái dư luận, mục đích là xuyên tạc tính chất vụ án mà cơ quan tiến hành tố tụng có dấu hiệu đàn áp tôn giáo. Thì cái sự việc liên quan đến cái chỗ Tư Thất Bồng Lai thì phía giáo hội chúng tôi thì trả lời với Trung ương giáo hội đó không phải là cơ sở của Phật giáo mà chỉ mượn danh xưng là một cơ sở Phật giáo, là lợi dụng hình thức tu sĩ Phật giáo, lợi dụng hình thức cơ sở của giáo hội. Đó là cái điều vi phạm về pháp luật. Và cái nó ảnh hưởng đối với uy tín của một tổ chức Phật giáo thế giới và gần nhất là tổ chức Phật giáo của nước nhà. Các luật sư cho rằng cơ quan điều tra ngụy tạo chứng cứ trong điều tra hình sự. Luật sư phát biểu như trên là hoàn toàn sai sự thật, vu khống cơ quan điều tra. Bởi khi tiến hành khám xét tại hộ bà Cao Thị Cúc vào ngày 4 tháng 1 năm 2022, cơ quan điều tra phát hiện thu giữ 2 CPU tại phòng ngủ của Lê Thanh Nhị Nguyên. Qua kiểm tra, các video clip thu giữ trong 2 CPU trên có nội dung trùng với video clip được đăng tải trên mạng xã hội, tài khoản YouTube Nhất Nguyên, Hoàng Nguyên Official. Tất cả các video clip, file âm thanh thu giữ đều được giám định bởi các cơ quan chuyên môn, xác định không bị cắt ghép, chỉnh sửa, giọng nói trong các video clip. Các file ghi âm là giọng nói của các bị cáo đăng tải trên tài khoản YouTube Nhất Nguyên, Hoàng Nguyên Official. Và người tạo ra phát tán video clip trên không gian mạng chính là các bị cáo. Toàn bộ quá trình thu thập, bảo quản, giám định dữ liệu được cơ quan điều tra thực hiện khách quan, có người chứng kiến theo đúng trình tự pháp luật quy định. Kết quả xác định hình ảnh, giọng nói đều là của các bị cáo. Lời khai của các bị cáo phù hợp với tài liệu chứng cứ cơ quan điều tra thu thập được. Điều đó đã được thể hiện trong hồ sơ vụ án. Trong cái vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân xảy ra tại cái hộ bà Cao Thị Cúc, xác định đây là vụ án được sự quan tâm của dư luận xã hội trong và ngoài nước. Do đã đánh giá tính chất phức tạp, nhạy cảm của vụ án nên quá trình tổ chức điều tra đã chủ động tiến hành các bước điều tra theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Cơ quan điều tra đã chủ động mời người chứng kiến ghi âm, ghi hình lại quá trình điều tra. Dữ liệu chứng cứ đều được các cơ quan chức năng tiến hành thu thập theo đúng trình tự thủ tục pháp luật quy định và giám định tại cơ quan chuyên môn theo quy định pháp luật.
Quá trình tham gia bảo vệ quyền lợi của các bị can, luật sư đã được tiếp cận hồ sơ vụ án và biết chứng cứ được thu thập đúng theo luật tố tụng. Các video clip sử dụng làm chứng cứ buộc tội, các bị can đưa lên công khai trên mạng xã hội được cơ quan chức năng thu giữ hợp pháp và có đối chiếu với chứng cứ clip gốc mà các bị can đã sử dụng để biên tập lại. Cơ quan điều tra cũng đã giám định cụ thể nội dung lời nói, tiếng nói của từng bị can để đánh giá vai trò, vị trí và mức độ phạm tội của từng bị can trong vụ án để truy cứu trách nhiệm hình sự. Cụ thể, trong cái clip cầu cứu gấp Tỉnh Thất Bồng Lai sắp đổ máu, Diễm My bị bắt cóc mất tích tại đồn công an, được đăng tải ngày 13 tháng 12, 2019 trên kênh Nhất Nguyên Hoàng Nguyên Official là dấu vết tội phạm. Bản thân bị can Nhất Nguyên cũng thừa nhận đã quay clip trên, sau đó đăng tải trên mạng xã hội. Cơ quan điều tra đã tiến hành thu thập theo trình tự tố tụng clip này và tiến hành trưng cầu giám định kết luận nội dung và lời nói, tiếng nói của từng bị can làm chứng cứ để xử lý theo quy định. Cơ quan điều tra cũng đã đối chiếu lại các nội dung cái clip mà được đăng tải công khai và nội dung các clip được thu giữ trong CPU, xác định là clip được đăng tải đã được các bị can trong vụ án biên tập chỉnh sửa mới được đăng tải trên kênh YouTube của Hoàng Nguyên Nhất Nguyên Official. Tuy các bị cáo khai nhận đã xóa video clip trên tài khoản YouTube của mình, nhưng video clip trên đã phát tán rộng rãi trên mạng xã hội YouTube có số lượng người xem, chia sẻ lớn cả trong và ngoài nước, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh uy tín của ngành công an nói chung và công an huyện Đức Hòa nói riêng. Do đó, việc cơ quan điều tra kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố các bị cáo về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, theo khoản 2, điều 331 Bộ Luật Hình Sự là có căn cứ và đúng quy định của pháp luật. Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ nêu trên được hiểu là người phạm tội đã sử dụng các quyền tự do dân chủ hợp pháp vào hoạt động bất hợp pháp như lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để viết, biên tập, đăng tải các bài đả kích, lăng mạ, bôi nhọ, nói xấu, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân, chính quyền, cơ quan bảo vệ pháp luật các cấp trên mạng Internet và các phương tiện truyền thông khác làm ảnh hưởng, thiệt hại đến uy tín của các cá nhân, cơ quan, tổ chức đó, gây mất trật tự công cộng, tạo tâm lý hoang mang, lo lắng, bất an trong xã hội. Các video clip mà các bị cáo đã đăng tải công khai trên mạng xúc phạm về uy tín cá nhân, tổ chức cơ quan nhà nước, tổ chức Phật giáo thì được đăng tải công khai gần 1 triệu lượt xem, 4.000 lượt bình luận, ảnh hưởng đến uy tín của các tổ chức cá nhân và Phật giáo cũng như ảnh hưởng đến hoạt động công an huyện Đức Hòa. Cho dù sau khi đăng tải các clip xong, bị can đã xóa các clip này khỏi trang cá nhân, nhưng các video clip trên đã được cộng đồng mạng tải về và chia sẻ rộng rãi. Đây là nguồn chứng cứ khách quan có giá trị chứng minh hành vi phạm tội của các bị can bị cáo. Hiện tại thì các clip này vẫn còn tồn tại trên mạng xã hội. Trong quá trình tham gia bào chữa, các luật sư Trịnh Vĩnh Phúc, Đào Kim Lân, Nguyễn Văn Miến, Đặng Đình Mạnh, Ngô Thị Hoàng Anh luôn tìm cách cản trở quá trình điều tra, truy tố xét xử của cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Long An. Ngoài việc không tham gia đầy đủ các buổi hỏi cung, một số đối tượng thường xuyên đăng tải các video clip chứa nội dung sai sự thật, xuyên tạc, vu khống cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Long An nhằm hướng lái tạo dư luận không tốt cho việc điều tra vụ án. Đỉnh điểm sau khi công an tỉnh Long An kết luận điều tra vụ án đề nghị truy tố, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh ra cáo trạng và Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa quyết định đưa vụ án ra xét xử. Các luật sư trên thường xuyên đăng tải các video clip chứa nội dung sai sự thật, công kích, xúc phạm người tố giác, xuyên tạc, xúc phạm uy tín, vu khống cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Long An là vi phạm tố tụng, làm sai lệch hồ sơ vụ án với tần suất ngày càng tăng. Bên cạnh đó, họ cũng thường xuyên gửi đơn dự cấp đến các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước và các ban ngành ở trung ương và địa phương nhằm tạo áp lực cho quá trình điều tra vụ án. Đáng lưu ý, các luật sư lại đăng tải các thông tin của người tố giác tội phạm, hồ sơ của vụ án lên mạng xã hội khi vụ án chưa đưa ra xét xử, vu khống cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Long An có truyền thống làm giả hồ sơ chứng cứ. Long An thì đã vốn có truyền thống về giả tài liệu hoặc là giả cái tăng vật. Khi tham gia tranh tụng tại Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa, nhóm luật sư bào chữa cho các bị cáo luôn tìm các lý do không liên quan như người bị hại không có mặt, đề nghị thay đổi thẩm phán,
chủ tọa phiên tòa vắng luật sư bào chữa, lợi dụng vụ việc xô xát giữa hai YouTuber ngoài khu vực tòa án vào tối ngày 20 tháng 7 năm 2022 để quản phiên tòa đúng như câu nói của luật sư Ngô Thị Hoàng Anh được thể hiện trong video clip Nhật ký Thiền Am vào ngày 16 tháng 7 năm 2022, tức 4 ngày trước phiên xử. Nãy giờ nghe mấy anh bàn phương án mà hoạn quậy nó luôn, không có sao nó xử. Đáng nói hơn là kiến nghị hủy bỏ Điều 331 Bộ Luật Hình Sự của luật sư Nguyễn Văn Miến tại phiên tòa ngày 21 tháng 7 năm 2022. Nhất trí Quốc hội nên loại bỏ Điều 331 ra khỏi Bộ Luật Hình Sự. Tối ngày 21 tháng 7, sau 2 ngày xét xử, Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa tuyên phạt bị cáo Lê Tùng Vân 5 năm tù về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân. Với vai trò đồng phạm, các bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên 30 tuổi, Lê Thanh Hoàng Nguyên 31 tuổi và Lê Thanh Trùng Dương 27 tuổi bị phạt mỗi bị cáo 4 năm tù. Bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên lĩnh 3 năm 6 tháng tù, bị cáo Cao Thị Cúc 3 năm tù. Có thể khẳng định, sau 2 ngày xét xử, Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa đã tuyên phạt bị cáo Lê Tùng Vân cùng 5 đồng phạm, tổng cộng 23 năm 6 tháng tù giam là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Nhiều người dân đồng tình ủng hộ với kết quả xử lý của ngành chức năng. Về phía công an là làm việc vậy là đúng quy định, phải xử lý ổng đâu đó cho nó ngay thẳng đàng hoàng, chứ không có là úp mở, không có lừa đảo những cái công chúng này nọ kia đặng lấy tiền. Họ cố tình cung cấp thông tin sai sự thật nhằm hướng lái dư luận, đặc biệt là những người không biết rõ sự việc, tạo ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự. Đề nghị các ban ngành xử lý nghiêm. Tuy nhiên, sau khi phiên tòa kết thúc, có nhiều YouTuber trong và ngoài nước chống đối nhà nước ta thì xuyên tạc cho rằng các cơ quan tố tụng của tỉnh Long An cố tình kết tội những người trong nơi tự xưng tỉnh Thất Bồng Lai bằng những chứng cứ vô lý. Họ thường đem những vấn đề liên quan đến vụ án trên nói xấu cơ quan chức năng tỉnh Long An để lôi kéo bình luận, cổ suý nhiều người bên vực cho hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng Lê Tùng Vân và đồng phạm, đồng thời dẫn dắt dư luận nhận thức sai về pháp luật. Đề nghị người dân không chia sẻ, bình luận hoặc nghe theo lời dẫn dắt của những đối tượng trên để tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra. Ngày 12 tháng 9 năm 2022, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Để có căn cứ giải quyết tố cáo ông Lê Tùng Vân và những cá nhân sinh sống tại hộ Cao Thị Phúc có hành vi giả sư, giả trẻ mồ côi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các mạnh thường quân. Ngày 24 tháng 9 năm 2022, Cơ quan An ninh Điều tra đã ra quyết định trưng cầu giám định ADN phối hợp với các cơ quan chức năng thu mẫu tóc, niêm mạc miệng của 27 người, 17 mẫu người lớn, 10 mẫu trẻ em theo đúng quy định của pháp luật, có sự chứng kiến của các ban ngành đoàn thể, chính quyền địa phương, đồng thời gửi đến phân viện khoa học hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ công tác giám định. Ngày 7 tháng 10 năm 2022, phân viện khoa học hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh đã có kết luận giám định số 5342. Ngày 13 tháng 10 năm 2022, Cơ quan An ninh Điều tra đã tổ chức công bố kết luận giám định ADN trên đối với ông Lê Tùng Vân và những người sinh sống tại địa chỉ số 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Tuy nhiên, quá trình công bố kết luận giám định ADN tại địa chỉ số 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, những người sinh sống tại đây có thái độ không hợp tác. Đề nghị những người đang sinh sống trong hộ bà Cao Thị Cúc tại địa chỉ số 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An ra mở cửa để cơ quan điều tra tống đạt các thông báo kết luận giám định liên quan tới việc lấy mẫu của cơ quan điều tra đã tiến hành trước đây. Cơ quan An ninh Điều tra đã tiến hành lập biên bản, có chứng kiến của các ban ngành đoàn thể, chính quyền địa phương. Cùng ngày, Cơ quan An ninh Điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Căn cứ kết quả giám định ADN và tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh Điều tra xem xét phục hồi tin báo tố giác về tội phạm, loạn luân trong thời gian tới.